Đây là con cá bóng chó nha mọi người. Gáo gì đâu, đụng đưa tay bỏ chết luôn. Rồi lăn lên. Lũ cá mà dở thằng là hai thằng lên nổi. Cục luôn. Chưa thấy cá nào. Có cá chốt. Nắng quá nó cũng rậm à. Con tép nhọn mà bự cũng bằng ngón tay vậy. Cái đó nó bự dữ không? Nói lấy một khúc thôi. Đây đưa cái đuôi tôi nắm. Người ông nắm đằng kia lăn lên. Rồi lăn lên. Lũ cá mà dở thằng là hai thằng lên nổi. Đây là con cá bóng chó nha. Trời ơi con cua. Cua lộp. Được luôn hả? Bữa sao khúc dưới nó không chết mà khúc trên này chết ta? Khúc nè. Nhìn nè. Nhìn nó chảy cái này là chảy hết rồi nè. Từ em đưa lên đó anh bắn khúc này. Chảy cái. Được chưa? Chưa qua hôm rồi. Vô hai chào ơi. Ủa đất lú đặt gì đó hả? Chơi nấu gì đó hả? Cua con luôn. Lú luôn bây giờ. Khúc cái gì? Khúc đưa đôi đây. Chưa qua hộp cả, dục lên đại luôn. À, từ từ cho gáo nước cái. Gáo gì đâu, đụng đưa tay bỏ không chết luôn.
Để nhóm lên nhẹ cái cho nó gáo cái này, để lên nhẹ. Một cục luôn. À, chút. Đó, đất hai con tôm. Đó, cái nâu đó. Nó dày dày, mấy cái dày dày này dính nhiều hơn, dính mấy con nhỏ. Lội khơi khơi ngoài. Ê, cá chốt ngay cái đùi luôn. Xuống rồi. Con cao nó đứng.